Món da heo đang nổi trên TikTok mấy hôm nay. Nghe tiếng là thấy giòn uy tín rồi ha. Chú Cúc chào mấy bạn đi kiểm chứng TikTok tại Bánh Mì Anh Việt 2, 58 Đông Hồ. Chỗ này bán một miếng da heo là 50k một lạng. Da heo to bự siêu giòn, có nước chấm mặn ngọt, tỏi phi ở bên trong, ăn càng giòn thêm giòn. Nhìn miếng da heo căng mượt, chấm qua cái nước chấm đặc trị. Da heo này ngon mấy bạn. Clip hết rồi. Bye.